Bạn đang nghe MyDio, tóm tắt nội dung sách chuyện hay, giải pháp công nghệ số giúp bạn tiếp thu kiến thức, tiết kiệm thời gian và phát triển bản thân mỗi ngày qua các cuốn sách hay. Sau đây là phiên bản tóm tắt của cuốn sách Mở lòng thì được tất cả, tác giả Trần Huy Minh Phương. Tập tản văn Mở lòng thì được tất cả của tác giả Trần Huy Minh Phương bao gồm 6 phần chính là những giải bày, những chia sẻ có tính chất chiêm nghiệm của tác giả sau gần 10 năm lăn lộn, mưu sinh ở Sài Gòn. Với 50 bài tản văn, Mở lòng thì được tất cả là những câu chuyện bình dị, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Cuốn sách bố cục gồm 6 phần, dọn lòng, nghe tiếng thì thầm, nghe bạn bên trời, nghe tiếng cười như mưa, nghe cùng bạn trẻ và phát nguyện. Trong đó có thể thấy rõ, ngoại trừ phần 1, dọn lòng lời phát đoan cho hành trình giác tỉnh và bừng ngộ. Phần 6, phát nguyện thuần túy là những lời tụng nguyện, giải tâm từ của những người con Phật thì 4 phần còn lại đều tập trung vào những đề tài đời thường. Nghe tiếng thì thầm những lời dặn và nhắn gửi nhẹ nhàng của người cha, người thân đối với đứa con chuẩn bị đi học. Nghe bạn bên trời những nỗi buồn, sự trái ngang, éo le của kiếp nhân sinh được nhìn bằng đôi mắt không định kiến. Nghe tiếng cười như hoa những cảm nhận về quê hương đất nước và gia đình bằng những nét đẹp trong lao động và văn hóa. Và nghe cùng bạn trẻ những câu chuyện tuổi học trò đầy bỡ ngỡ và khó nói được nhìn nhận giản dị, tinh tế và hóa giải hết sức tế nhị. Đọc tản văn của Trần Huy Minh Phương, độc giả rất dễ phát hiện ra chất trữ tình trong những câu văn xuôi, khi bàng bạc, khi lai láng, khi tuôn trào trong từng bài viết. Ví như trong bài Sông Quạnh Chiều Hôm, tác giả viết chừng như hụt hẫng, vạt gió sắp qua thềm rêu. Lòng ta như bụi cứ mịn màng và rắc đầy trong trăng khuyệt. Trăng đang đích dần đổ tròn đầy viên mãn và cũng sẽ cạn dần, mỏng viên vành cong níu kéo nỗi nhớ lan ra. Bên cạnh đó, triết lý về những quy luật của cuộc sống, của tâm lý, của tình thương được tác giả sắp đặt khá khéo léo, chỉn chu trong từng đoạn văn, tạo nên những hiệu ứng thú vị. Hay trong nỗi buồn giá bao nhiêu, những câu văn như áng thơ tuyệt đẹp, gió lay hoa hồng nở, bạn hãy nhìn cùng tôi đi. Chúng ta chỉ ngắm nhìn trong hiện tại của sự đẹp tỏa sáng này nhé. Đừng vội phân tích hoa nở to hay nhỏ, thơm hay chưa thơm, hoa này trồng ở đâu, giống, chủng loại. Chao ôi, bạn lại dắt cái buồn vào trong niềm vui đang hiện có. Kệ nó đi, tính sau. Đặc biệt, trong tập tản văn, nhằm hướng đến các đối tượng là độc giả trẻ tuổi, nên giọng văn của tác giả đôi khi cũng trở nên trẻ trung, song không kém phần sâu sắc và đầy trắc ẩn. Bài vẫy buồn qua mắt nhau là một ví dụ, mưa đêm rỉ rả, lát sau mình ngả lưng một chút rồi đến không giờ lại thức và dở trang kinh cùng anh bạn đạo tâm sự cùng Như Lai. Lời kinh mải miết, người nhà quỳ mỏi đầu gối, đầu gục lên gục xuống, nghe gõ chu một tiếng bong thì họ giật mình sụp lại một cái. Chập chờn qua thời kinh khuya, đóa sen chấp chới, cọng nhang tong theo xì xèo quyện đêm vào lòng xa thẳm. Hay ở bài à, tôi ơi nữa mới đủ có những đoạn, bạn thấy không, vẫn còn nhiều lắm con mắt thương bên cạnh, khi bạn vấp buồn. Đừng sợ hãi, chưa quay lưng, chẳng nói sầu hẻm cụt nghen, bước tiếp đi, bạn mình ơi. Hay là, phàm, ở đời thì cũng tí danh, chút lợi, cùi trỏ họ cọ sườn làm mình đau. Có thể nói, mở lòng thì được tất cả không chỉ hướng đến đối tượng là những người thích văn chương nói chung, mà còn muốn người đọc là học sinh, các bậc làm cha mẹ, giáo viên hay cả Phật tử tại gia. Bởi lẽ nhiều vấn đề của cuộc sống được tác giả gợi mở, khai phá bằng nhãn quan của riêng mình. Không còn đậm chất giáo lý của đạo Phật, mở lòng thì được tất cả sẽ khiến người đọc cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đúng như tựa đề của tập sách đã viết, mở lòng thì được tất cả. Vũ trụ tâm hồn con người sẽ mãi mãi u ám và lạnh lẽo khi chúng ta dựng tường đồng lũy sắt với người xung quanh, với gia đình và người thân. Khi chúng ta mở lòng, mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cuốn sách này sẽ là bước đầu tiên dẫn dắt chúng ta cách mở lòng với thiên nhiên và con người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến hết video. Bạn có thể tìm nghe đầy đủ nội dung các cuốn sách trên ứng dụng MyDio hoặc website mydio.vn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và comment để chúng mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé!